ngó lên trời trời cao. Co thâu thâu thâu. Khi bác gấu đã chơi phi vai, ngắm em gái phải có vi lai. Khi sắp gần của anh lên nòng vào chỗ màu hồng em phải vơ tay. Em không cần phải giả ngây thơ, kỹ năng không phải tay mơ. Trong trung đoàn anh ai cũng biết anh đây thuộc dạng là best player. Khi anh đây mà livestream game, mấy em gái phải thả tim. Xem highlight anh bổ mắt, không muốn solo thì nổ nem. Anh nghĩ gì em đoán xem, anh sẵn lòng chào đón fan. Vào vào lửa anh không biết đổ, vì anh chỉ biết mình đổ em. Gớm ghê ông nổ. Hãy vui cùng anh yêu em thấy buồn. Xem anh đây tâu hài, ai sẽ làm em cười chứ không ai khác ngoài bác gấu này. Top 1 anh cầm trong tay, muốn đối đầu thì bạn không may. Thì tim bạn thì rất đơn giản, chỉ vài ba giây là làm xong ngay. Anh đây chất từ cái thần thái, mấy em gái dằn khoái. Từ game cho tới ngoài đời, anh lái động cơ không cần bằng lái. Anh gánh tụi em dư sức, chưa bao giờ anh sợ nặng vai. Muốn trải nghiệm ấn nút invite trong game Free Fire là thấy ghiền ngay. Gớp, gớp, gớm, gớm, nổ, nổ, gớm. Thể dục buổi sáng 1 2 3 4.